Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình đến từ Minh Long Auto, siêu thị xe máy Minh Long. Thì hiện nay Minh Long Auto đang làm một chương trình hỗ trợ bà con Covid-19, những cái phần quà như là gạo và trứng. Tổng cộng Minh Long đang tài trợ là 12 địa điểm. 12 địa điểm đó Minh Long Auto sẽ cập nhật ở dưới cái bài viết này và trên website minhlongauto.com. Thì hiện tại quà ở đây đang tổng cộng là 76.000 quả trứng và hơn 12 tấn gạo được chuyển đến bà con cô bác ở những địa điểm đang bị phong tỏa cách ly. Thì Minh Long Auto kết hợp với địa phương tại các xã, quận, huyện để mà thực hiện chương trình này, chứ Minh Long không trực tiếp phát tại địa điểm. Đó các bạn hiểu không? Có nghĩa là mình sẽ chuyển lại cho bàn giao lại cho các phường, xã để họ gửi đến những cái nhà đang bị phong tỏa cách ly. Minh Long Auto chúc các bạn có nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn để vượt qua đại dịch này. Và chúc cho những nhà hảo tâm đang làm những cái công việc từ thiện giống như Minh Long có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn. Xin chào.